người tốt biết thấu hiểu, thông cảm, tôn trọng và chia sẻ tâm tư. 1. Lắng nghe. Hãy dành thời gian lắng nghe người khác mà không gián đoạn, giảm oán trách hiểu sai chuyện, bởi vì để họ kể chuyện hay chia sẻ cảm xúc, tâm tư, cuộc đời, khó khăn của mình một cách thoải mái. 2. Hiểu cảm xúc. Cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được tâm trạng và cảm xúc của họ đang trải qua. Điều này giúp bạn thấu hiểu hơn về họ và trở nên thông cảm hơn, bởi vì nhiều người ít quan tâm người khác đang chịu khổ sở, tâm trạng buồn sầu ra sao. 3. Chia sẻ. Hãy chia sẻ cảm xúc và trải nghiệm của bản thân một cách chân thành, đôi khi để người khác cảm thấy họ không đơn độc trong vấn đề của mình, bởi vì đôi khi dùng tâm mình, ý chủ quan riêng mình và áp đặt vào người khác mà không cho người ta giải thích. 4. Tôn trọng. Luôn biết tôn trọng người khác và không phê phán hay lên án họ vì quan điểm và hành động của mình, bởi vì ai cũng có tư duy và nhân sinh quan khác biệt, cũng như những ưu điểm tốt và cá tính mỗi người. 5. Hỗ trợ. Đưa ra sự hỗ trợ và động viên người khác khi họ đang gặp khó khăn hay cần sự giúp đỡ. Bởi vì đồng cảm, bên cạnh xa gần tâm hồn, là một trong những hỗ trợ tinh thần vượt đi thảm cuộc đời. 6. Thấu hiểu bản chất. Hãy cố gắng thấu hiểu nguyên nhân và bản chất của vấn đề để có cách giúp đỡ hiệu quả và phản ứng đúng lúc. Bởi vì mọi người đều cho rằng bản ngã cái tôi của mình luôn đúng, không nhìn thấy đúng như chi kiến thật. 7. Luôn dành thời gian và tâm trí cho người khác. Hãy luôn lắng nghe và thấu hiểu người khác một cách chân thành và đồng cảm sự việc, bởi vì có 9 người và có tới 10 ý kiến khác nhau và phần đông nhiều người ghét nhưng có quá ít người thương. Những hành động nhỏ trên sẽ giúp bạn trở thành người tốt biết thấu hiểu và thông cảm, tạo ra môi trường giao tiếp tích cực và gắn kết hơn với mọi người xung quanh, trong xã hội. Cảm ơn thính giả, độc giả đang nghe chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn khỏe mạnh và thành công. Hẹn gặp lại!